Chào các bạn đã quay trở lại đến 3.000 câu giao tiếp tiếng Trung thông dụng nhé. Hôm nay mình sẽ làm bài số 6 cho các bạn đó. Qua bắt đầu câu 99 nhé các bạn. Na shi shen me? Na shi shen me? Kia là cái gì? Na shi shen me? Kia là cái gì? Qua câu 100. Na shi zha chu? Na shi zha chu? Zha chu? Kia là tạp chí, zha chu là tạp chí nhé các bạn nhé. Na shi zha chu? Qua câu tiếp theo. Câu 101. Na shi shen me zha chu? Na shi shen me zha chu? Kia là tạp chí gì? Na shi shen me zha chu? Kia là tạp chí gì? Qua câu tiếp theo. Câu 102. Na shi yin quan zha chu? Na shi yin quan zha chu? Kia là tạp chí tiếng Anh. Na shi yin quan zha chu? Kia là tạp chí tiếng Anh. Na sư dinh quẩn trả trừ, kia là tạp chí tiếng Anh. Qua câu 103. Na sư xoay tợ dinh quẩn trả trừ. Na sư xoay tợ dinh quẩn trả trừ, kia là tạp chí tiếng Anh của ai? Na sư xoay tợ dinh quẩn trả trừ, kia là tạp chí tiếng Anh của ai? Qua câu 104. Na sư của tợ dinh quẩn trả trừ. Na sư của tợ dinh quẩn trả trừ, kia là tạp chí tiếng Anh của tôi. Na sư của tợ dinh quẩn trả trừ, kia là tạp chí tiếng Anh của tôi. Qua câu 105. Na sư của tợ lão sư tợ dinh quẩn trả trừ. Na sư của tợ lão sư tợ dinh quẩn trả trừ, kia là tạp chí tiếng Anh của cô giáo của tôi. Kia là tạp chí tiếng Anh của cô giáo của tôi. Qua câu tiếp theo, câu 106. Chơ sư của tợ phấn dầu tợ dinh dùy su. Chơ sư của tợ phấn dầu tợ dinh dùy su. Đây là sách tiếng Anh của bạn, của tôi. Đây là sách tiếng Anh của bạn, của tôi. Chơ sư của tợ phấn dầu tợ dinh dùy su. Qua câu tiếp theo nha các bạn. Qua câu 107. Chính thiên trung ủ nỉ mân giao truy nã chư phan. Chính thiên trung ủ của mân giao truy nã chư phan. Buổi trưa hôm nay các bạn muốn đi đâu ăn cơm? Buổi trưa hôm nay các bạn muốn đi đâu ăn cơm? Qua câu tiếp theo các bạn, câu 108. Chính thiên trung ủ của mân giao truy sử tháng chư phan. Chính thiên trung ủ của mân giao truy sử tháng chư phan. Sự tháng là nhà ăn nhé các bạn. Buổi trưa hôm nay chúng tôi muốn đến nhà ăn để ăn cơm. Chính thiên trung ủ của mẩn giao truy sử tháng chư phan. Buổi trưa hôm nay chúng tôi muốn đến nhà ăn ăn cơm. Qua câu tiếp theo, câu 109. Nỉ mân giao chư sấm mơ. Nỉ mân giao chư sấm mơ. Các bạn muốn ăn cái gì? Nỉ mân giao chư sấm mơ. Các bạn muốn ăn gì? Qua câu 110 nha các bạn. Của mân giao chư ba cơ mảng thâu. Của mân giao chư ba cơ mảng thâu. Chúng tôi muốn ăn 8 chiếc bánh mảng thâu. Qua câu tiếp theo. Nì mân giao hơ sở mơ. Hơ là uống nha các bạn nhé. Nì mân giao hơ sở mơ. Các bạn muốn uống gì? Qua câu 112. Của mân giao hơ thang. Của mân giao hơ thang. Thang là căn nhé các bạn nhé. Chúng tôi muốn uống căn. Qua câu 113. Nì mân giao hơ sở mơ thang. Nì mân giao hơ sở mơ thang. Sở mơ thang nó uống căn gì nhé các bạn? Các bạn muốn uống căn gì? Nì mân giao hơ sở mơ thang. Qua câu 114. Của mân giao hơ chi tan thang. Của mân giao hơ chi tan thang. Chi tan là căn trứng gà nhé các bạn. Chúng tôi muốn uống căn trứng gà. Qua câu 115. Nì mân giao hơ chì quảng chi tan thang. Của mân giao hơ chì quảng chi tan thang. Các bạn muốn uống mấy bát căn trứng gà? Qua câu tiếp theo nhé các bạn. Của mân giao hơ chi quảng. Của mân giao hơ chi quảng chi tan thang. Của mân giao hơ di quản chi tan thang. Tôi muốn uống một bát canh trứng gà. Qua câu tiếp theo. Của mân giao hơ chiều ma.
của Mân Giao hơi chiều mà. Các bạn muốn uống rượu không? Các bạn uống rượu không? Rượu chiều là rượu đó các bạn. Thì Mân Giao hơi chiều mà. Các bạn uống rượu không? Coi câu 118. Wǒ men bú hě jiǔ. Wǒ men bú hě jiǔ. Wǒ men bú hě jiǔ. Chúng tôi không uống rượu. Wǒ men bú hě jiǔ. Chúng tôi không uống rượu. Các bạn thân mến, chúng ta đã hoàn thành bài tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe mình nha. Các bạn cảm thấy video hay ấy, thì hãy đăng ký cho mình để mình tiếp tục làm video nha các bạn nhé. Tại vì mình rất yêu thích tiếng Trung và mình tự học với các bạn. Ai có thích ấy thì học cùng với mình nha. Tạm biệt các bạn, chai chen.